tiếp ngoài kia đâu. Mình được quyền quay, mình không quay sau này nó mình cái đói rồi. Thường bây giờ người ta muốn á là mình phải thể hiện được cái người trong gia đình của người đó mất nè, hay bây giờ đại diện người đó, người nào ở trong cái mối quan hệ bây giờ tôi đang nói lên làm gì với người ta, người ta sẽ trả lời cho mấy anh. Bây giờ tôi đang nói đơn giản vậy nè, nếu muốn chứng minh tôi là gì của bên này đúng không, trong cái giấy mà cục sở gửi về á, yêu cầu làm việc trả lời thắc mắc theo số điện thoại đó với anh Lê Thanh Hiếu, dạ vậy chính bệnh viện Chợ Rẫy còn nói gửi đơn về cho tôi mà chính anh đó đã điện thoại cho tôi mà ảnh điện thoại cho tôi rồi mà giờ ảnh còn đòi ảnh xác minh tôi là ai nữa. Ý bệnh viện chỗ ông này á là ổng giờ chưa biết mấy anh là quan hệ như thế nào với cái người đã mất, nên người ta muốn trả lời là trả lời chính xác cho người nhà của cái người đã mất bây giờ nè, đơn giản nên người ta đòi hỏi đó, là mấy anh phải chứng minh được cái gì mối quan hệ người đại diện trong gia đình để tới người ta sẽ cung cấp bây giờ đó. Nếu muốn chứng minh đại người trong gia đình đơn giản lắm anh, tôi mở thành ra anh coi anh biết đám tang em tôi là người bưng mất nhang, tôi đội tang nè, rất là đơn giản thôi. Chẳng qua cái này là gì, chẳng qua mấy ảnh á muốn dòng do để làm khó gia đình tôi thôi, chứ gặp như anh á, dạ anh bơ không, anh muốn chứng minh tôi mở thành ra coi đó đám tang em tôi đội tang là tôi cầm bát hương tôi đi chôn nè, chứ bao giờ đó trong cái báo chí, trong cái đơn của bộ cục ngành yêu cầu bệnh viện trả lời trước trường thông có đơn đàng hoàng, có đơn nó gửi về nhà tôi cho tôi, cơ quan chức năng người ta không yêu cầu tôi. Anh tên gì? Em là Lê Thanh Hiếu, là người được ủy quyền là sao với người anh vậy? Bệnh nhân này là em họ tôi, em họ. Nhưng ba mẹ nó ly dị, nó ở mẹ nó nuôi nó từ nhỏ và mẹ nó với tôi ở chung một gia đình, chung một sổ hộ khẩu. Chung hộ khẩu luôn. Chung hộ khẩu từ hồi nhỏ tới lớn. Vậy là xách cái hộ khẩu lên đi để cho tao đưa cho nó coi luôn chứ gì đâu. Nếu bây giờ bên bệnh viện á, tôi nãy tôi nói rõ bên bệnh viện muốn tôi cung cấp giấy gì, ghi ra cho tôi. À. Ghi giấy gì cho tôi cái giới hạn. Ngày đó lên làm việc, ngày đó tôi lên sẽ cung cấp đầy đủ, đơn giản vậy thôi. Rồi. Sao không chịu cung cấp cho tôi? Bây giờ kêu tôi về, rồi bữa sau tôi lên tôi gặp ai? Tôi làm việc với ai? Đang live stream 14 người coi nè Úc. Đang live stream 14 người coi Úc ơi. Cái mới Úc ơi. Cái mới nhất á. Cái mới nhất á. Kìa, quay máy này luôn đi. Quay 2-3 máy luôn đi cho nó vậy. Ủa sao mày phát trực tiếp? Phát chi quay cái phát trực tiếp được rồi. Nói như cái này bị mắc thì cũng còn cái đó. Bây giờ trực tiếp thì công an nó cũng xó dễ. Bây giờ bên công an thì cũng nói giống đúng ý mình đó ơi. Thì để coi sao kêu công an lại, mình làm việc đúng quy định của pháp luật, kêu công an. Cái trò này trò hụn nít đó chứ. Đầu hai thước tóc rồi. Nè mấy bạn ơi, kêu công an của mình á, mình hay đầu hai thước tóc rồi chứ, cái này cũng nít đó không. Hụn nít thôi chứ mình làm việc đúng quy định của pháp luật mà. Cộng đồng mạng chia sẻ mạnh lên nha. Bệnh viện Chợ Rẫy không giải quyết tiếp dân á, bệnh viện Chợ Rẫy bây giờ phải nhờ đến công an phường. Chính xác là Hiếu ơi, hay lắm, còn cưng quá anh ơi. Cứ mình làm việc đúng theo quy định hiến pháp của nhà nước. Các thằng em mình đang nhìn mấy đó đâu dám nhìn vô hình đâu. Đáng lẽ người trong gia đình tôi chết quan vậy rồi đâu á, tôi phải bức xúc rồi, tôi phải tùm lum á, nhưng mà đây tôi rất là kiềm chế, rất làm việc đúng theo quy định của pháp luật. Thì mấy anh tiếp tôi đúng theo quy định pháp luật. Có cái đơn hẹn để trả lời cho người ta thôi mà nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi. Không được, phải mời công an lại đi giải quyết. Mấy anh em chia sẻ mình mạnh lên mấy anh em ơi. Chuyện nội bộ của bệnh viện mà bệnh viện không giải quyết được, mời anh công an phường anh lại, anh có chuyện nhận hồ sơ đâu mà anh biết. Bệnh viện trốn tránh, không trả lời thắc mắc cho gia đình bệnh nhân.
660 triệu. Hỏi cái đó không là nó chết rồi, chứ khi là tới mấy chuyện kia trên 660 triệu, ăn gian mình mấy chục triệu á, mấy chục triệu là đủ đi. Tiền đó là để đâu, chết cha mày, chạy mà 21 tuổi chết quan á, tốn 700-800 triệu ở bệnh viện này á, mà đâu có đòi cái lại tiền đâu, lên đây không đòi lại tiền, lên đây chỉ yêu cầu trả lời thắc mắc thôi. Nãy giờ mấy người làm việc rồi không được á, cứ chạy ra chạy vô. Anh em trong phòng mạng nha, nãy giờ bệnh viện chỉ gãy 2-3 người tiếp mình rồi, không làm việc được. Ra vô nãy có cái bà quét rác nào á, bà lên bà tự xưng bà là phó phòng nữa, không có bản tên. Mà trong khi đó quy định của bệnh nhân nè, anh em mà coi nè, quy định bệnh nhân là làm việc tiếp dân phải có bản tên. Bản tên. Bà không có bản tên, bà lên bà xưng bà phó phòng. Bà kêu mẹ lao công lên, giống như đó, em quay lại quy định đi. Giống như trong thách thức danh hài các bạn lao công bà nhảy lên bà thi á, hiểu không? À đây nội quy quy định tiếp công dân bệnh viện Chợ Gãy đối với công nhân viên chức nè, đối với công nhân viên chức nè, trang phục chính tề nè, đeo bản tên quy định nè, có hai độ mức tôn trọng hướng dẫn đối với công dân khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị. Đây này có mộc của giám đốc ký luôn, Nguyễn Trường Sơn, Trường Sơn bệnh viện Chợ Gãy. Mình phải quay lại cho kỹ càng á, sau này người ta thua mình gây rối chết luôn á. Thời buổi công nghệ hiện đại giờ không có kêu lãnh đạo cho được cái hẹn người. Lãnh đạo nãy giờ ngồi trên lầu xuống. Ông này ông què mà ông cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Rồi kêu công an rồi lại giải quyết chuyện. Anh em cộng đồng mạng yên tâm nha, Lê Hữu Huy làm việc đúng theo quy định của pháp luật nên là không sao. Công an lại thì nhờ anh công an nãy giờ giúp đỡ mình luôn, anh công an có bộ anh công an hiểu luật hơn hơn bên bệnh viện á, mà có bộ anh công an ảnh còn làm đúng quy định của pháp luật luôn, đúng không? Đúng rồi, tại công an cái đúng quy định chứ. Mấy anh đường mang đâu mất tiêu ra nè. Mời mấy anh công an về hết trơn à. Ủa? Đi đâu hết trơn à. Mấy anh công an đâu hết rồi chú? Đang làm việc với bên bệnh viện hả? Anh em ơi, xin giờ nhờ mấy anh công an lại, công an không làm việc với mình mà công an giúp mình làm việc với bệnh viện. Cảm ơn mấy công an, mấy anh công an mình là công an gì ha chú? Phường 12 không chú? Quận 12. Phường 12. Quận 5. Cảm ơn mấy anh công an phường 12 quận 5 đã hỗ trợ gia đình tôi. Trung tá, thiếu tá rồi xuống góc kia. Hôm nay đi gặp mấy anh công an giúp đỡ. Ba tháng, bốn tháng nay báo chí gần truyền thông ầm, đơn từ lứa không đi biết. Giờ tự nhiên đem tờ giấy ra bảo chú điện nói nhà mình tìm cái nào. Mà bưu điện nó không có xác nhận cái mộc của bưu điện đâu, không thấy luôn. Nó đòi mình mộc chứng ủy quyền đâu rồi. Ủa bây giờ photo cái tờ này biết không như vậy? Thì nãy anh mới nói á, cái tờ giấy này tôi in ra cũng được, chứ ai anh cũng được. Giấy phải có mộc chứ không có mộc với anh cứ nói không không nè. Muốn đánh máy vậy được, hả nãy giờ đứng 3 tiếng hồi cũng tươi quá. Dân All right.
bệnh viện làm việc lâu lắc quá anh em ơi. Không có tiêu chưa? Tiêu chưa chú? Cho mấy anh còn lại giúp đỡ mà. Cho điện gửi về cho mấy cái hamburger ra nó bụng. Con ăn pizza nhiều. Bây giờ mấy anh con đang đang nói chuyện với bên bệnh viện. Trời ơi trời má. Bệnh viện làm việc tối rồi không được. Nhờ mấy bệnh viện nhờ mấy anh công an làm việc. Nãy giờ mấy anh công an cũng giúp đỡ mình. Để em đặt lưng ông. Nhà văn ơi. Đúng rồi đó. Nói chung là mình làm sao á mà mình không gây rối cho tự tôn trọng là được. Còn cái chuyện mà tự do ngôn luận mà luật mình có quy định mình được quyền tự do ngôn luận, thấy không? Đó. Còn mình nó làm sao á? Đúng rồi. Thì nói nãy con nói giờ anh muốn tôi cung cấp giấy gì viết rõ ra cho tôi cái giấy đó. Thì giờ lỡ anh không nói cái ngày mai cái tôi lên cái anh kêu thiếu một tờ, cái ngày mốt tôi lên anh kêu thiếu một tờ nữa, đâu được. Thì anh chặn gì ghi rõ lên anh làm. Rồi mình về mình soạn hết xong rồi hẹn một ngày để mình lên mình cung cấp đầy đủ. Tiền lấy thì lẹ lắm. Ờ được rồi con về biết mà. Thì giờ mình cứ giấy đúng quy định pháp luật cái đơn giản đó mà. Nói chung là mình đang làm đúng theo quy định không sợ gì hết. Đây con mấy chú bên bảo vệ dân phố cũng dễ thương. Không mà nhờ có bên công an lại người ta mới làm việc cho mình nhiệt tình á. Chứ nãy giờ làm việc cho đứa con mà chạy đi vòng vòng chứ à. Thì nãy con có live stream trực tiếp mà chú mà đang bệnh mình đưa cấp cứu bỏ chú 30 mấy tiếng ở ngoài cũng sống nổi không, trong khi đó đóng gần 700 triệu. Rồi quan trọng nhỏ là hiểu ngài tiếp xúc với mấy người là những tiếp xúc quậy gì đó, mẹ nó bên nước ngoài nó gọi về mà bị gì quá. Mà đâu không hả? Đang bước gác. Đang nghe quần kia bố gác gác. Có hình quá rồi. Có hình quá rồi. Chơi khóc không trời? Hồi nãy bị quay cái khóc không trời? Chúc bố gác xong cho bà đeo bản tên cho vô. Đang làm bản tên, đợi xíu. Có đời nào mà cấp cứu vô nhỏ sắp chết để ba mấy tiếng đồng hộ ngoài mà cấp cứu. Đợi giới hạn lâu quá. Đừng có giới hạn không từ sáng giờ mấy tiếng hồi. Nó giúp thì này nó cũng đi chung mẻ với nó không. Cái ông nãy làm việc á, ông hứa là 2 tuần nữa lên đi ông làm việc mà ông hứa miệng. Nó trình ship nó quyết định được. Đơn giản thôi anh ơi. Tôi đâu kêu mà phải tổ chức làm gì ẩm. Có ai làm không đâu kêu xin tờ giấy hẹn 2 tuần thôi xác nhận thôi. Ổng không chịu. Gặp ai ngồi đây thì tôi mới xin lệnh của sếp tôi định chứ. Tại sếp ổng còn khó sao sáng quyền đâu không chứ. Bởi vì sáng giờ có tờ giấy hẹn thì mà 3 tiếng. Mấy anh làm việc mà mấy anh muốn mời ai lên làm việc cũng có thư mời. Phải có giấy mời đó. Chứ giờ anh đâu phải nói miệng là ê mai lên phường làm việc mày. Đâu được. Hẹn 2 tuần sau, có 2 tuần sau người khác chụp cái nó. Ủa ai hẹn anh lên đây 2 tuần không biết mà anh về tóc. Ôi. Viêm tỷ cấp. Viêm nè. Viêm tỷ cấp. Là cái bệnh đó. Cái bệnh đó là do phải cấp cứu liền. Nhưng mà vô đây cho nằm ngoài hành lang 38 tiếng. Tới hồi nó tắt thở.
mới đem vô phòng phòng ICU cho cấp cứu thở oxy bóp ống rồi để có ba mấy tiếng bóp ống rồi thở luôn được đưa vô 21 ngày à, đứt mà mỗi ngày á cứ 30, 50, 20 tổng cộng lại hết 700 triệu chưa tính tiền mình ấy á, tiền đóng tiền phí á xong giờ lên báo nói có 660 triệu à mà trong khi đó quá đơn nhà có đầy đủ là hơn 660 triệu xong á xong bắt đầu lên báo họp báo á là mẹ bệnh nhân bỏ bệnh nhân lúc 2 tuổi mà trong khi đó cái bà gì bà mới đi mà trong khi đó bà gì bà mới đi nước ngoài được có năm mấy nay mà có thằng này vừa bệnh có một báo bay từ bên Mỹ về bà chăm sóc ở đây hai mấy ngày luôn chăm sóc ở bệnh viện này luôn là du khống nè xong một tự nhiên có cái ông nào á ông lên lên ông nhận ổng ổng là người trong bệnh viện á ổng nhận ổng là chú bệnh bệnh nhân giờ ổng đại diện gia đình ổng xin lỗi bệnh viện ý là nhà người nhà sai bệnh viện đúng ổng xin lỗi bây giờ mình hỏi là giải mai giải những cái thắc mắc đó cho tôi là tại sao như vậy thì không giải được đó hỏi gặp như mấy anh mấy chú gia đình mấy chú bị vậy cái mấy chú chịu không mà mấy anh biết không gia đình tôi nha rất là tôn trọng pháp luật nha 3 tháng mấy nay không lên đây gửi đơn lên các cơ quan gửi đơn ngược về bệnh viện Chợ Rẫy gửi đơn về nhà tôi bao gồm nè bộ y tế nè cục y tế nè yêu cầu là phải trả lời gia đình tôi mà rốt cuộc bệnh viện Chợ Rẫy cứ chơi chiêu im 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 không trả lời ép buộc không trả lời thì tôi phải lên nói ngon không bây giờ rồi út gửi qua hết mấy đó đi giấy tờ rõ ràng luôn cục cục trưởng cục y tế bộ trưởng bộ y tế gửi về bệnh viện này yêu cầu phải trả lời cho người nhập bệnh nhân trước ngày 12 trước tháng 11 mà tới bây giờ rồi luôn giờ lên tới đây cũng không cho được cái giới hạn cũng không nói rõ cái dần dần đòi ủy quyền đòi cái này với nội với kia mà trong khi đó bộ y tế người ta đã gửi giấy xuống người ta yêu cầu rồi bệnh viện này nhiều vụ việc lắm rồi mà không ai dám làm nó lướt trôi đi hoài à. Thanh tra bộ y tế gửi giấy về tới nhà luôn rồi yêu cầu gửi về bệnh viện bản gửi về nhà bản là y là gửi về nhà là không báo người nhà là đang yêu cầu bệnh viện trả lời rất cuộc bệnh viện không trả lời đơn giản thôi có một lời xin lỗi thôi nói như anh ta ở nơi ngồi này sao giải thích cho anh ta hiểu thôi nè gia đình em nha lên đây hoàn toàn không đòi lại tiền không đòi một ngàn nào lại nó tại vì tiền viện phí nằm bao nhiêu đóng bao nhiêu 700 triệu không đòi một ngàn tuyên bố không đòi tiền chỉ cần trả lời thôi tại sao mà sau khi em tôi chết rồi lại du khống gia đình tôi vậy tại sao để em tôi nằm 38 tiếng ở ngoài bệnh lan không cứu em tôi mà trong khi đó tất cả các bệnh viện khác đều nói cái bệnh này vô là phải cứu liền mới sống mà thằng này mới có 21 tuổi chưa vợ chưa con 3 tháng sau nó bay đi Mỹ rồi xin lỗi chút xíu nha em xin đi ký lãnh đạo rồi em đợi mà tự động như thế anh lên thì tự động mà anh làm việc với nó nè trong khi thanh tra bộ y tế nha gửi đơn về cho tùm lum người nè bộ trưởng nè chánh thanh tra bộ nè công văn Hà Thị Huệ nè lưu hồ sơ nè yêu cầu nè đọc cho mấy anh nghe mấy anh thử coi tức không nghe nè thanh tra bộ y tế gửi cho giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy nè tới. À, anh nhà thanh tra bộ y tế gửi cho giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy là ngày 1 tháng 11 2018 thanh tra y tế nhận được đơn đề nghị ngày 1 tháng 11 2018 của công dân Hà Thanh Huệ địa chỉ 461 xã Tân Thạnh Biên Hòa Đồng Nai sau khi xem xét nội dung đơn thanh tra y tế xin chuyển đến đơn của công dân Hà Thanh Huệ bản chính đến giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy để xem xét giải quyết theo thẩm quyền có kết quả trả lời cho công dân Hà Thị Thanh Huệ và thông báo bằng văn bản cho thanh tra bộ y tế. Bộ y tế biểu vậy luôn rồi đó không làm này nó mới gà mà gà ta có camera càng tốt
có camera mình đỡ phải quay phim. Không có camera. Đỡ thì nói mình gây rối trật tự công cộng. Từ tháng 9 bây giờ. Mới làm đám trăm ngày thôi chú. Là Bộ Y tế kêu là phải trả lời trước ngày 27 tháng 9 tới giờ. Không mà cũng nhờ công an lại á. Mới được cái giấy đó. Mới được cái giấy đó chứ không nhờ. Không, kêu cái là bây giờ kêu không, kệ ông đập lưng không. Này nói vậy rồi. Lại tao nói chuyện đàng hoàng. Công an, công an vậy. Người ta cũng làm theo đúng quy định pháp luật chứ công an cũng chẳng có bên ai đâu, đúng và sai thôi. Thôi khúc này tắt cái livestream nha. Tắt cái máy.